vậy? Về bắt cánh đầu đụng ngươi, đầu năm đầu tháng mắc ra tiền về làm gì? Không, cái là tôi đang mắc cho con nợ nó về. Con ai? Con nợ. Có thấy ai đâu mà con nợ. Trời, tao nói nghe 1 năm 12 tháng, một cái có 30 ngày, 365 ngày, tao nói nghe nó mượn được vui vẻ lắm. Mà tới lúc mình trả tới bây giờ là gần cuối năm mà không thấy đứa nào hồi âm hết trơn trời. Điện thoại thì muốn năn nỉ, muốn thụt cái lưỡi vô trong luôn. Mà tới giờ là hẹn lạc, hẹn lượt, hẹn năm này xong rồi có điện hỏi cái năm nay làm ăn không được, làm ăn rồi cha bệnh, rồi mẹ bệnh, rồi cãi lộn, rồi ly dị, rồi ôi mua đồ Tết cho con đó, cho bậy nó còn nợ đủ trò chứ, đủ lý do luôn, ngàn lý do đặt ra luôn. Là hồi tới bây giờ mà điện con nợ mày nó vẫn chưa ai lại chưa, sáng giờ chưa ai lại chưa? Chưa, bậy tao nói hồi đó tao biết gì tao không có cho mượn là được rồi thì. Bậy tao nói là cho mượn làm cái gì? Bây giờ biết sao giờ? Trời ơi, tao nói nghe bữa nay mà giái cho nó lại nó trả nợ một cái kền cũng gì với cây liền. Thiệt. Tôi cũng mong là vậy vậy. Sang cái năm quá trời mệt rồi. Cái gì mà đòi điều mà mắt ăn mắt ngủ luôn thiệt. Sáng giờ mày ra mày nhảy mà ngoắt nó hả? Ngoắt hoài mà thương gai lại chứ. Bữa nay 30 giờ còn mẹ gì nữa. Rồi xách thổi điện nó nữa đây. Nè. Ừ nè nè, gọi bà đây đó nhạc nè. Alo Bin hả? Alo què, để từ từ người ta qua ta trả cho mà cái mắt cái què mà điện hoài vậy trời. Thiệt lâu lắm luôn đó. Lâu què hả? Thôi tắt đi má. Cái thằng ơi cho nó nợ mình nó làm với nó là má mình với trời thiệt luôn á. Tao biết nghĩ tao là con đó, nó là má tao nữa thiệt luôn á. Nó có trả không? Không, bắt lên chửi cho mà xói xả luôn á. Vậy ghê vậy cậu. Điện khanh coi. Nó nói bữa nay nè là 7 giờ sáng đem qua nè. Con nợ bây giờ lạ lùng quá ha. Alo Khanh hả? Tiền bạc đâu mà gọi hoài vậy trời? Đó tiền bạc đâu mà trả đâu mà mắc đâu gọi hoài luôn á, nháy sợ vậy trời. Em thông cảm chị, rồi sáng em nói chị là 7 giờ á. Không có rảnh thông cảm đâu, đây chưa có tiền, vậy thôi nha. Sao em? Chứ tôi bắt lực với mấy đứa này quá trời. Là nó không trả nữa. Sao mà lúc mà nó lấy sao nó vui vẻ, nó cầm cười nói lắm thiệt chứ. Nó lấy nhanh gọn lẹ lắm. Mình chưa cho nó qua tới nhà nó ngồi năn nỉ nó khóc lóc nó lại lục mình, nó nói từ em trả mà tới bây giờ luôn chưa trả, mà sao lúc đầu khó khăn nó chửi vô đầu mình chửi xuống. Bởi tôi nói cái đời cái ngu nhất trong cuộc đời người là cái ngu mà cho người ta mượn tiền xong rồi là mít lòng tình chị em, mít lòng tình bạn bè luôn. Bởi tao nói chán chết thiệt. Bởi tôi nói với bà từ đầu rồi, ôi giấy mười phương tám hướng mà bữa nay mà ai lại trả tôi cũng dễ cây liền. Có ai nếu cho chị gửi tiền có bữa mượn chịu. Trời đã cánh thần thiên đụng ơi, sao bữa nay sao mà tốt bụng với trời, cả năm trời rồi còn gì nữa. Cả năm đâu, mới có 11 tháng rưỡi à. Người ta cánh thần hiền gì bữa nay trời trong xanh hẳn ra nha, trời không có mấy gió luôn vậy. Bây giờ Tết nhất không trả rồi, để qua năm gì. Sao lại đẹp gái với trời. Ở đâu ra bộ đồ thì ghét rồi. Ăn Tết sao rồi? Ăn Tết bình thường. Ăn Tết bình thường nha. Con chị nó cho tiền về ăn Tết xong rồi chị dính là chị trả đó. Hèn gì có trả, mà có trả là mừng rồi. Đúng rồi. Mặc dù chi phí em nhiều thiệt, nhưng mà có là em vui rồi. Có nhiều được có trốn với mấy đứa kia, hiểu không? Có trốn đâu trốn. Anh thằng ơi, tôi nói cho bà nghe, ban đầu tiên lại nè, nó lại tới nhà em nha, nó năn nỉ, nó quỳ, nó lại, nó lục em. Vậy trời ơi, em thấy tình nghĩa chị em thấy nó khổ quá. Em tốt bụng quá mà. Trời ơi, em cho nó mượn 1 triệu lấy có 400 mà. Quá chị tốt luôn. Vậy đó mà nó lại giật em luôn chị. Không, cái khúc mà 1 triệu mà lấy 400 là nó chưa có tốt em. Hiểu không? Cái khúc đó nó hơi phải chỉ 1 triệu mà lấy chừng 40 ngàn á. Không. Nó mới gọi là tốt. Em lấy 600 lận. Mẹ nó cho người quen thằng biết em lấy 400 mà. Em giảm cho nó 200 mày còn em mà giật em luôn, nó giật luôn vậy đó chị. Vợ chồng nó cuốn gói đi Bình Dương hả luôn. Nó điên không? Chồng nó không có biết điều chứ nào. Em lấy cỡ đó rồi tiền đâu mà nó trả. Vậy em lấy tình nghĩa, chỗ tình nghĩa không đó là em lấy là nương rồi đó. Thôi nợ là phải trả. Ừ. Bây giờ đầu năm còn mẹ gì nữa. Đúng rồi, giờ sắp nhảy qua Tết tới nơi rồi mà thì không đó là bởi vậy mà nở lòng nào em điện giật nó luôn. Giật luôn, hai chồng cuốn gói đi luôn, em qua tới nhà không kêu. Điện không cái bắt máy rồi làm cái nghiệp bỏ đi luôn. Thằng Bin kìa. Sao? Mở tiền make up. Ừ. Mượn em 20. Ừ. Mượn em 20. Em lấy nhiều. 25. Đó có nhiều đó hả? Mà bây giờ điện lại một cờ cái là chửi em như con như chị. Vậy nó làm với nó má em vậy. Thì đó em biết cho cái cuối kết cục như thế này là ngay từ đầu nó không cho nó mượn luôn. Chị thấy nó làm chết luôn mà Tết nay ha, người ta làm trang điểm đồ đi tất niên đồ quá trời luôn. Bà ơi nó có nó không muốn trả đâu má ơi. Mà kiểu nó vậy đó. Nó là nó không trả có bao nhiêu đó, có bao nhiều đâu, nó không trả. Ừ. Mỗi lần điện cho nó xài xể, điện nó xài xể. Em chỉ cho nó mượn có 20 à. Em tánh em thương người. Thiệt. Em ăn chay mà chị. Thiệt thật, em rất là thương người luôn. Em tích đức dữ lắm cho con cái sau này. Thánh nào cho nó mượn có 20. Phải không? Ừ. Này kia ra lấy có 40 chứ nhiêu.
gì mà nó không trả em luôn. Ủa sao nãy em nói em là em lấy 25 mà giờ nhận 25 rồi cái này nó trả không được rồi cái biết đâu em dồn 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 em dồn nó mới lên tới 40. Dồn lên 40. Là giờ nó đang nợ thiếu em là 40. 80 là 80 là rồi. Mấy tháng rồi. Sao mà nó rẻ không cái quạt quá gia đình luôn. 2 năm rồi có nữa. Thì rẻ dữ dằn rẻ. 2 năm trước rồi mấy tháng sau rồi nữa chị. Trời ơi, mấy sao nó nhớ nó mượn thêm nữa không? Còn mà bước qua sang năm chắc lên hàng trăm á. Em tốt bụng quá chị, thiệt chứ em giúp người dữ lắm trời. Thấy tụi nhỏ nó không có em thương tình, chị hiểu chưa? Thôi, em thương dữ lắm trời. Thôi. Em không có làm thì tôi nói trơn mà nó ở lòng nào mà nó làm với em vậy, đối xử với em vậy đó. Thôi cho chị quá. Trời. Trả trước chứ thôi sang năm nó đẻ nhưng Bi không biết đâu trả, chị trả cho em. Ừ. Thôi được rồi, vậy được bà rồi. Bà nè. Hả? Bà sao? Mượn triệu. Tới giờ chưa đưa luôn. Có 1 triệu bạc mà chứ gì. Có 1 triệu bạc, đâu ra? Nhiêu? 35 lẳng. Là 1 triệu 350. Không, 35 triệu. Thì đợt trước 1 triệu hư đó. Rồi đẻ ra. Hiểu không? Thánh thường ơi, mày đẻ cỡ đó luôn hả Liệu? Hả? Thì phải đẻ với chị. Cái tiền là tiền không đẻ chị. Mày đẻ cái mày mập, mày mập không nổi luôn. Tiền em là tiền đẻ, tiền phải sanh sản. Tiền phải là sinh sôi nảy nở. Cái tiền đó thì đứng một chỗ, tiền nằm yên một chỗ đâu phải liệt, bị liệt đâu má. Rồi không còn không ai lên vận động kế hoạch quá gì định trơn. Không, không có ai lại vận động luôn. Ý mà nó công an xài lấy tôi hả? Ừ. Lao mới lao quá. Ôi là trời, đẻ gì dữ vậy trời. Bớt bớt lại đi bà ơi, bà ơi. Em tính tính nhờ có 1 triệu mà. Em không giải được là không. Em thương người dữ lắm. Em thương người quá, em cho giúp đỡ em đến 55. Ghé đó trời. Ôi. Ôi. Nãy mới dây cúng dĩ cây. Cái bà qua bà đưa liền luôn á. Rồi vậy đem đi cúng liền. Bây giờ mua dĩ cây cúng trả lễ coi. Cúng thằng mua trời. Giải được gì trời. Rồi vậy thôi chị về nha. Lấy xe đi mua dĩ cây đi bà. Thì những cái giấy ai lại trả cái cúng dĩ cây. Không lẽ bây giờ đó, bà chính mà lại bà trả rồi. Ừ. Sao mình Linh dĩ trả. Tính là hiệu nghiệm nha. Ơi chính là Linh nha. Ăn giá đi đi. Thánh thần đó trời. Con mẹ sáu luôn mẹ mượn mình nhiều nhất. Đúng rồi. Thánh thần ơi, gần mấy trăm rồi đó. Mấy năm trời. Mấy năm trời chưa đưa đó. Ừ, không đưa là không. Có cái tiền tạp quá bê lớn nhưng mà mượn mấy trăm. Ừ. Mượn đưa con đi du học nước ngoài. Ở đi lao động nước ngoài. Bây giờ bà bán bả luôn, con không đủ tiền trả chị cho chồng mày. Thánh thần ơi bây giờ. Dạ trời hôm nay mẹ sáu qua đưa tiền một cái trời ơi trời có cúng gì. Con heo quay liền đây chỗ liền. 3 năm rồi còn gì nữa. Chơi lớn gì luôn hả? Chơi lớn luôn cũng heo quay luôn. Mấy trăm lần trời ít ổi gì. Đúng rồi, mấy trăm là trời. Mà giấy thôi chứ không có đâu. Thiệt. Bây giờ bà trả hết mấy trăm luôn, heo quay cũng sao. Đúng rồi. Để bà con ăn luôn. Mấy giấy Mỹ có trả là được rồi đúng không? Có trả thì có trả là heo quay rồi. Trời ơi. Chị về nha. Alo ai vậy? Chị Sáu nè. Cái gì bà đội? Nói nghe nè. À mày coi mày tính sổ sách lại coi chị thiếu bao nhiêu rồi chị gửi cho. Thành thần ơi, bữa nay tốt bụng như trời. Bụng gì mà tốt bụng. Để mất công quá, thiếu có 2 năm trời mày quá mày đòi tôi hoài hả? Thánh thần ơi, ê, tức là nãy tôi giấy Linh lắm luôn quá trời. Giấy thắng gì kia, mày tính nhanh đi. Ê, hai. Bà Sáu gửi. Đây nè, lúc trước chị mượn em á, là chị nói là đưa con chị là đi đi lao động gì nè. Ừ. Đúng chưa? Ừ. Rồi xong rồi chồng bệnh gì nữa nè. Ừ. Nói chung là cộng là bao nhiêu đi? Đây này hết kia hết trơn luôn á. À, 300 nha chị nha. 300 hả? Ừ. 300. Để chút xíu chị. 300 triệu. Chút xíu chị qua đưa cho tao má đi. Chị lấy gì? Chút xíu qua đưa cho, gửi luôn cái một này để làm gì mất công quá. Trời đất cái thằng đi đụng ơi. Là xíu qua đưa luôn hả? Ờ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Trời ơi sao mà nó tốt bụng như trời. Thằng ơi đó giờ bọn tao xấu bụng lắm hả? Rồi. Sao? Bà sắp rồi trả luôn. Cái gì? Bà trả luôn cho mình hôm nay luôn. Trả hết chơi cho mày luôn. Thằng nào chắc con nước ngoài gửi về coi làm nước ngoài gửi. Đúng rồi. Mày cho đi lao động là đúng mà. Đúng rồi, có tiền gửi à. Em nói tôi lao động giống nó nha. Thằng nào không đỡ quá trời. Ôi sao mà tôi giải sáng lên như trời. Chứ không qua mà đưa thôi. Ai đi mua heo quay gì cúng không? Trả lễ nghe trả lễ. Trời ơi. Cúng trả lễ con heo nha, sáng có hứa mà con giấy á là bà Sáu cũng qua bà trả tiền cho con cúng con heo. Mừng quá trời ơi. Mừng đi lấy cái dao coi. Mà giúp mình phải cắm lên coi. Ok. Đỡ giấy mà thành công cũng được. Tiểu ơi có nhà không? Thằng Tài đến trời ơi. Thằng Tài đến hết sang Tây rồi. Mời trời dạ. Ơi trời ơi. Làm gì bữa nay kêu làm gì cúng kiến vậy? Hả? Mình sáng đó. Sao? Có giấy bà thì qua bà trả nợ tôi cúng con heo quay. Thằng nào ơi mày làm như tao giật mày không bằng. Đâu có sợ bà giật đâu mà
mà lỡ giấy cho vui miệng như sao mà tự nhiên cái bà đó bị giấy nợ liền, cái đâu có bắt buộc phải trả lễ, giấy là phải trả lễ, ai khắn là phải trả lễ. Liễu ơi, ủa ủa bữa nay nhà có tiệc gì hay sao cúng heo gì bự gì vậy? Tôi nói cho bà nghe. sao đúng số không có chứ, sao đâu mua số đâu chú. Chứ sao hồi sáng tôi lỡ miệng tôi giấy chơi cái đó bà sáu bà tranh hợp với tôi cúng heo quay, ai nhà mới vừa giấy sao có điều mà trả thiệt. Trời ơi, thiếu nào anh ta phải trả chứ má, làm gì lên dữ vậy trời. Tại vì mới nói bây giờ nhiêu mà muốn tiền mặt hay tiền bạc? Tiền bạc trả 500. Bà sao 500 500 xong không tách cái đi vậy thôi, vô trong tủ đó anh mở cái sắt lấy ra cho mọi người 200 thôi lại 500 á. Ừ. Ê nó nghe nè, là bà sáu thiếu em 500 không 300 à, nhưng mà em chỉ được 300 cũ. Nghe 100 nè, thấy 200 đi rồi về nè. Ủa là sao, là sao vậy, khúc này là sao vậy? Nhanh đi, 200 đi về đi, cũng chuyện nó chạy cái gì vậy mẹ. Vậy 300 cũ mà đưa có 500 ngàn này. 300 cũ gì? 300 cũ kia hả? Bà ngủ là bà nhớ bà mượn cho con tòa đi lao động nước ngoài không? 300 cũ kia thì từ nó vừa cái sắt rồi, mở tôi lấy điện thoại. Còn cái này là 300, này là 300 hôm bữa gửi một hũ mắm đó, gửi trả đó. Là sao, là sao? Thánh thần ơi, nó là 300 điện thoại ơi, 300 cũ thì từ tới trả, con này gửi trả 300 mới mất công nợ nặng. Thôi lấy sao đi, là trả tiền mua bữa gửi mua mắm giùm. Chứ mà là thanh toán cái tiền kia. Trời ơi, tao quên nhắc mày, tao nói là thanh toán tiền hũ mắm mà tao quên chưa hũ mắm. Trời đất, cánh thần thiên đụng ơi. Là 300 tiền hũ mắm. Trả 300 tiền hũ mắm. Rồi chứ không phải là 300 củ. Trời đất ơi, làm nhỏ mua heo trình hình cho má. Lỗ tiền luôn. Sao ông nói vậy đây? Nói gì mẹ? Thì nói thanh toán tiền đó mà, tao đâu có trả hết trơn nợ đâu. Chừng nào tao nói là bữa nay tao trả hết nợ cho mày. Thì mày muốn làm gì làm cho nhanh đi. Tới con người bà ngang ngược thiệt luôn, mà sáu ngày đầu cho bà bự mà vui vẻ lắm, mà bây giờ bà trả tao lớn cho bà phố nội tao hết biết. Hết lần tao trả nợ mày chứ tao đâu giật mày luôn, làm nết gì mà ngang ngược. Thôi thấy 200 nhanh đi, tôi về nè. Mà má này con, bả đi xuất khẩu lao động lâu rồi mà thiếu nợ người ta lâu với trời dai vậy mẹ. Có 2 năm nghe. Trời ơi, 2 năm chứ nhiêu. 2 năm tưởng nó 2 ngày 2 tháng không, mà trời. Thằng nào trời tưởng nó trả này, tao nói 200 điều chừng nào đó. Vài bữa chừng nào có tiền tôi gửi cho hết, chừng nào tao nói là trả nợ hết. Thì đúng đó, mày hả, bắt thẻ tao là mày tao nói tao trả nợ thanh toán. Bà nghe ngược lắm bà nội ơi. Nghe ngược gì? Mày đặt mua heo mua. Đó thôi. Đổ mẹ luôn rồi. Còn con heo thì muốn nhiêu hả? 4 triệu bà. Trời ơi, Liễu ơi là Liễu. Nói cho nơi đi, má 200 nói bà kìa. Trời Phật ơi. Lần cuối cùng là bà nghe mà bà trả ra tiểu mắm. Trời ơi, rồi lỗ luôn mày. Nhanh giùm tôi nha. Qua năm tôi lấy rồi tôi cắt nhà đó. Nhanh gì? Có thì trả, không có thôi chứ rất nhanh gì. Chú nợ chứ phải đi trả đâu mà nhanh. Cúng heo bự quá trời, chú cho đầu nha. Cho bà con cứ lôi á. Về đi má. Trời thôi dạ. Chết mẹ không? Là sao? Giá bà qua phải trả nợ cho tôi là 300 triệu. Bà cúng con heo hết 3 triệu. Không, nhưng mà nãy em giá sao? Em giá là 300, trả nợ cho em 300 không? Hả? Em chỉ có giấy là bà hôm nay bà sáu ngoài trả nợ là em cúng heo thôi. Bà trả nợ rồi đó, cũng linh nha em. Linh thiệt. Nhưng mà bây giờ là em mua con heo 4 triệu, bà trả 300, là em lỗ hết 3 triệu 7. Trời ơi. Rồi tính tiền bà trả em muốn mắm chi. Là em lỗ luôn 4 triệu. Bà cố ơi, cái mốt người ta giấy là người ta phải giấy đàng hoàng, là bữa nay cho bà sáu hôm qua bà trả con 300 củ, con cúng con heo tạ lễ. Đó giá là phải giá đàng hoàng, bà trên mới chứng được. Em kêu trả nợ là bà trả nợ em hũ mắm đó. Bà đúng rồi đó. Nó nghe nè, ở bển nghe một heo quay thơm quá. Xíu cúng xong cho chị miếng nha. Rảnh quá trời đi má, về nhà ngủ đi má. Nằm mơ. Vậy trời, nhỏ này bởi vì ích kỷ. Vậy là lỗ đó hả? Ích kỷ ăn mình nên tao bụng nè.